cô gái vì sở hữu bộ lông mày không như ý từ trước đó, nên cô quyết định tìm tới một cơ sở làm đẹp để xóa xăm. Sau khi nghe tư vấn, cũng như thực hiện xong quá trình xóa xăm lông mày, thì cô không hài lòng, liên hệ với phía thẩm mỹ viện để phản ánh, nhưng lại nhận về sự im lặng thờ ơ của cơ sở này. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ về sự việc sau khi xóa xăm của một cô gái có tên A. Được biết, vào ngày 26 tháng 12 vừa qua, A đã tới một cơ sở thẩm mỹ để thực hiện phương pháp xóa xăm lông mày. Sau khi được ủ tê và thực hiện xóa xăm, A cảm thấy đau điếng vào lúc thực hiện và nhân viên đưa A túi đá để chườm. Sau đó, A phát hiện vết xăm bắt đầu rát, tím và đau hơn. Khi về nhà, cô cảm nhận thấy vết xăm càng đau hơn, thậm chí nó còn sưng lên như hai con thằn lằn. Ngay lập tức, A đã liên hệ với phía thẩm mỹ viện để phản ánh tình trạng của mình. Cơ sở nói rằng sẽ liên lạc lại với cô sau, nhưng cho tới ngày 29 tháng 12 vừa qua vẫn không có hồi đáp. Duy nhất một nhân viên chăm sóc khách hàng nhắn tin hỏi thăm, A phản ánh sự việc thì cũng im lặng, không trả lời. Sau khi bài đăng được đăng tải, cơ sở làm đẹp này gửi lời xin lỗi cũng như hứa sẽ có mức phạt đối với nhân viên. Bên cạnh đó, cũng mong cô xóa bài viết để tránh mất uy tín của thẩm mỹ viện. Nhưng lại không hỏi han A về tình hình vết xăm, khiến cô không hài lòng. Phía đại diện thẩm mỹ viện sau đó cũng lên tiếng, cơ sở này cũng giải thích màu lông mày sẽ được phục hồi dần, đến ngày 5, ngày 7 sẽ bong ra một lớp nhẹ và màu xăm sẽ bị nhạt đi. Đợi một tháng phục hồi sẽ điều trị đợt thứ 2, tùy vào màu xăm đậm hay nhạt sẽ phải điều trị 3-5 đợt như vậy. Sự việc về quá trình xóa xăm không như ý của cô nàng này, cùng phía thẩm mỹ viện hiện nay vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm và tranh cãi từ cư dân mạng. Còn bạn cảm thấy sự việc này như thế nào? Hãy cùng chia sẻ nhé!